Bạn thực hiện động tác Gorilla Squat vào mỗi buổi sáng, giúp bạn mở khớp hông, giảm đau khớp hông. Thứ hai, giúp kéo giãn lưng, giảm đau lưng dưới. Thứ ba, giúp kéo giãn gân kheo, giúp cúi gập sâu hơn. Thứ tư, giúp giảm mỡ toàn thân, thực hiện từ 15 tới 20 lần trên 3 lượt.